Dạ vâng, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Bất Động Sản Biển Xanh. Chúc anh chị ngày mới nhiều năng lượng, bình an và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh ở đây để sẻ chia những lời khuyên, những kinh nghiệm giúp anh chị tìm ra một vị trí an cư và đầu tư sinh lời sớm hơn một chút nhé. Trong video ngày hôm nay thì em tiếp tục chia sẻ và giới thiệu đến anh chị mình một lô đất đẹp gần khu vực ngã ba Mỹ Hạnh. Khu này thì rất là đông đúc dân cư anh chị nhé. Nhiều tiện ích như là ủy ban xã, trường mầm non cấp 1, cấp 2, chợ đình, bách hóa xanh, điện máy xanh. Nói chung là mọi tiện ích đều hiện hữu ở khu vực này. Dân cư vô cùng là đông đúc. Và xin mời anh chị mình di chuyển theo biển xanh để chúng ta đi tới vị trí lô đất ngày hôm nay. Hôm nay thì em sẽ dẫn anh chị mình xem lô đất một sẹt của đường tỉnh lộ 9, nó thuộc đường nhựa Út Cứu. Vị trí ngày hôm nay thì cũng rất là tiện lợi để anh chị mình có thể là xây phòng trọ cho thuê hoặc là vừa ở vừa kinh doanh buôn bán, cũng như là những anh chị nào mua để tích sản, để dành thì vị trí ngày hôm nay cực kỳ là thích hợp. Hay là những cô chú nào mà muốn tìm cái khu vực mà đi lại tiện lợi, dân cư đông, vừa ở vừa buôn bán kinh doanh được thì lô đất ngày hôm nay cũng rất là đáng chú ý anh chị nhé. Đường này là đường nhựa Út Cứu chạy thông. Vị trí ngày hôm nay có diện tích là ngang 5, dài 34, tổng diện tích trên sổ là 163m2, đất phun thổ cư, sổ hồng riêng có sẵn, chúng ta mua là công chứng liền tay anh chị nhé. Phong thủy là hướng Tây, và mặt tiền đường này thì anh chị mình rất tiện lợi để vừa ở vừa buôn bán kinh doanh. Từ bên dãy phòng trọ đo sang là 5m và dài sâu xuống phía sau là 34m anh chị nhé. Tổng diện tích trên sổ là 163m2, giá là 2 tỷ 750 triệu là bao trọn gói sang tên. Cô chú anh chị quan tâm vị trí này thì hãy nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số 037 730 4018. Em gửi hình sổ qua Zalo để anh chị mình xem cũng như là dẫn mình tới coi đất trực tiếp anh chị nhé. Thuộc ấp Trầm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An. Cách trung tâm quận Nhất khoảng 23 đến 25 km, giáp ranh khu vực huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, khu vực tiện lợi buôn bán kinh doanh. Cô chú anh chị quan tâm lô này thì gọi cho Biển Xanh nhé.